Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2016 của 12 con giáp. Ngày mới của người tuổi Thân bị mây đen che khuất, tinh thần căng thẳng, chịu áp lực nhưng lại không tìm được người để chia sẻ. Còn các con giáp khác sẽ chờ đón điều gì? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tuổi Tý. Theo tử vi ngày 16 tháng 12 năm 2016, thì do ảnh hưởng của mối quan hệ tam hợp nên vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý nhiều phần khởi sắc. Bản mệnh có trí thông minh hơn người, hơn nữa, tốc độ làm việc lại cũng cao hơn, năng lực được cấp trên đánh giá cao, bản mệnh cần không ngừng nỗ lực vì đây sẽ là bước tạo đà trong quá trình phát triển sự nghiệp sắp tới. Bản mệnh Tý Thủy lạnh lùng, tạo cảm giác ngại tiếp xúc và khó gần cho người khác. Mọi người có cảm giác đề phòng khi giao tiếp với bản mệnh. Để mối quan hệ của mình rộng mở hơn và tốt đẹp hơn thì người tuổi Tý cần mở lòng, hòa đồng hơn với mọi người. Tiết khí đại tuyết, không khí lạnh và hanh khô, bản mệnh nên uống nhiều nước. Khi ra ngoài nên mang theo khẩu trang để phòng khí lạnh nhiễm vào cơ thể qua đường hô hấp mà dễ gây ra các bệnh về phổi, ho nhiều, ho khan, viêm phế quản. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ và 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Thìn. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu mang ngũ hành thổ nên tính cách bảo thủ, điều này khiến cho công việc dễ bị trì trệ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bạn gặp khó khăn khi giải quyết một vài công việc tưởng chừng như đơn giản nhất, thời gian xử lý cũng kéo dài hơn. Nếu không thay đổi tư tưởng thì hiệu quả công việc giảm sút, cấp trên phê bình, lãnh đạo đánh giá thấp. Bản mệnh Sửu thổ nặng nề và khô khan nên vận đào hoa héo úa, bản mệnh cần đề phòng bị người khác hiểu lầm hoặc nói xấu sau lưng, đặc biệt là trong môi trường công sở, họa thị phi là không tránh khỏi. Bản mệnh không nên tham gia vào bất cứ cuộc tranh luận nào. Tiết khí đại tuyết, nhiệt độ hạ thấp, nhất là trong khoảng thời gian từ tối muộn đến sáng sớm. Nếu bản mệnh không đề phòng thì cơ thể rất dễ bị nhiễm lạnh. Buổi tối khi đi ngủ thì nên đóng kín cửa sổ, mặc quần áo rải tay và đừng quên đi tất chân. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ và 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, cà phê, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ, Dậu. Tuổi Dần. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ tương xung Dần Thân, nhưng trong ngày Nhâm Thân, sự nghiệp của người tuổi Dần có bước đột phá lớn. Bạn có chút xuất thần trong công việc, mọi vướng mắc trong công việc đều được giải quyết nhanh chóng, không có bài toán khó nào mà bản mệnh không giải được. Tuy nhiên, Dần Thân tương xung sinh dịch mã đa tình và chuyên lo chuyện bao đồng. Ngày làm mối, tối nằm không, bản mệnh Dần Mộc đề phòng đào hoa quá vượng cũng là đào hoa nát. Hơn nữa, tập trung vào công việc của mình thay vào việc lo chuyện bao đồng thì sẽ đỡ tốn thời gian và bản mệnh không dính vào phiền phức. Tiết trời mùa đông hanh khô, đôi môi dễ bị bong ra và nứt nẻ. Thay vì lạm dụng các loại son dưỡng thì bản mệnh nên uống nhiều nước, môi sẽ đỡ khô hơn. Bản mệnh tuổi Dần cần chú ý mặc ấm, không nên để cơ thể bị nhiễm lạnh dẫn tới mắc bệnh phổi khá nguy hiểm. Con số may mắn 1, 3, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Ngọ. Tuổi Mão. Bản mệnh Mão Mộc khá chủ động trong công việc, không hiểu thì hỏi, muốn biết phải học, không ngại giấu dốt với đồng nghiệp nên lâu dần tích lũy được khối kiến thức khá lớn. Từ đó, vận hành vào công việc một cách trơn tru, đạt hiệu quả cao, cấp trên khen ngợi. Tự nhiên vì quá nổi bật nên có rất nhiều đồng nghiệp tỏ ra ghen tị với bản mệnh. Bản mệnh cần thận trọng, đề phòng mọi âm mưu nói xấu, chơi đều, tập trung vào làm tốt công việc của mình, đừng nên tham gia vào bất cứ cuộc bình luận đông người nào. Hôm nay, bản mệnh Mão Mộc khá mẫn cảm, chớ nên xem những bộ phim Hàn Quốc hoặc ngôn tình sướt mướt nhé, rất dễ mít ướt, chưa kể nó còn ảnh hưởng tới cả sức khỏe và tinh thần nữa. Con số may mắn 1, 3, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam, nâu. Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi, Tuất. Tuổi Thìn. Trong ngày Nhâm Thân, bản mệnh Thìn thổ đầu óc biến hóa nhanh nhạy nên sẽ có những ý tưởng, phát minh mới trong công việc. Đừng nên bỏ phí thời cơ. Nếu muốn cải thiện tình hình tài chính thì bản mệnh cần ngay lập tức lên kế hoạch kinh doanh một mặt hàng nào đó có tính chất độc và lạ, lợi nhuận thu được sẽ không hề nhỏ. Vận đào hoa heo úa, bản mệnh tuổi Thìn lạnh lùng, đôi chút ích kỷ nên thường tạo ra khoảng cách với người khác, vòng tròn giao tiếp khó có thể mở rộng. Hơn nữa, nếu kéo dài tình trạng này thì khó có thể cải thiện được tình trạng độc thân của bản mệnh. Người tuổi Thìn cũng khá chủ quan trong việc giữ gìn sức khỏe, đôi khi vì những bộ cánh thời thượng, hợp xu thế nhưng lại hở da hở thịt nên cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Buổi tối trước khi đi ngủ, bản mệnh nên đóng kín cửa sổ, đề phòng gió lùa gây cảm mạo. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ và từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, cà phê, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu, Tý. Tuổi Tỵ.
Tử vi ngày 16 tháng 12 năm 2016 của người tuổi Tỵ cho thấy hôm nay là một ngày khá vất vả, công việc làm nhiều mà kết quả thu hoạch chẳng được bao nhiêu, công sức đổ sông đổ bể, Tỵ thân tương hình, không những công sức bỏ ra không được ghi nhận mà ngược lại còn bị lãnh đạo phê bình vì những sai sót trong thời gian trước. Vận đào hoa heo úa, do công việc không suôn sẻ nên tinh thần dễ bị ảnh hưởng, bản mệnh trở nên lãnh cảm, tự ti và không có hứng thú với chuyện tình cảm, dễ dàng nổi nóng với người khác, dễ xảy ra tranh cãi với vợ chồng và bất hòa anh em. Ngày có hàn khí cực thịnh, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không chỉ cho mình mà còn cả cho người thân, nhất là những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Có thể bôi một chút dầu nóng vào gan bàn chân trẻ sẽ giúp trẻ đỡ ho hơn. Con số may mắn 0, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ và từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, tím, cam. Quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. Tuổi Ngọ. Ngày Nhâm Thân, người tuổi Ngọ bản tính kiên cường, dám đương đầu với thử thách. Công việc càng khó thì bản mệnh càng hứng thú. Tất nhiên, sự cố gắng của bản mệnh sẽ được ghi nhận. Chuẩn bị tinh thần đón nhận một khoản thưởng lớn vào cuối tháng nhé. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh Ngọ hỏa nóng vội, thiếu hụt sự kiên trì nên nhân duyên chưa tới. Và khi chiếm được tình cảm của người đó thì bản mệnh dễ dàng nhu trí mà từ bỏ. Nhiệt độ mùa đông lạnh nhưng lại kích thích vị giác ăn ngon miệng hơn. Bản mệnh luôn có cảm giác thèm ăn và rất nhanh đói, lượng thức ăn tiêu thụ cũng nhanh hơn. Nếu không muốn Giáng sinh này có thân hình phát tướng thì bên cạnh việc ăn uống, bản mệnh nên lên kế hoạch luyện tập thể dục thể thao cho hợp lý nhé. Con số may mắn 0, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, tím, cam. Quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tuổi Mùi. Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày Nhâm Thân lúc lên lúc xuống. Bản mệnh tuổi Mùi có trí thông minh hơn người nhưng lại khá khô khan, bảo thủ nên hôm nay bỏ lỡ một số cơ hội may mắn nhất định. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh hoặc thay đổi công việc thì cần lưu ý, nếu có thể hoãn lại thì nên hoãn để phòng những quyết định sai lầm trong lúc nóng vội. Phương diện tình cảm còn chịu sự ảnh hưởng từ tính cách khô khan của bản mệnh nên khá u ám. Để thúc đẩy vận đào hoa thì bản mệnh nên diện những bộ trang phục có màu hồng phấn, hoặc nếu là nữ mệnh thì có thể dùng thêm son môi màu hồng, chứ nên bỏ lỡ bất kỳ lời mời nào từ người khác giới trong hôm nay. Mặc dù việc diện những bộ cánh bắt mắt có khả năng thúc đẩy vận đào hoa, nhưng bản mệnh nên chọn những loại quần áo dày và ấm. Tiết khí đại tuyết rất lạnh, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, tuyệt đối không thể chủ quan. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tuổi Thân. Thân hình Thân, tử vi ngày 16 tháng 12 năm 2016 của người tuổi Thân bị mây mù che khuất, tinh thần căng thẳng, chịu áp lực nhưng lại không tìm được người để chia sẻ nên khó có thể tập trung làm việc, hiệu suất giảm sút, đề phòng cấp trên phê bình. Vận đào hoa kém sắc, nội tâm bất ổn nên bản mệnh có phần tự ti, ngại giao tiếp, các mối quan hệ với bạn bè hay đồng nghiệp có thể xuất hiện một vài điểm mâu thuẫn. Sức khỏe không phải là vấn đề khiến người tuổi Thân đau đầu trong tuần này, thế nhưng để trải qua mùa đông băng giá khỏe mạnh thì bản mệnh nên duy trì thói quen luyện tập, nên dành chút thời gian buổi sáng hoặc buổi tối để chạy bộ quanh nhà. Bên cạnh đó, đừng quên một chế độ ăn uống khoa học nhé. Con số may mắn 6, 7, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ và từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường trắng, ánh kim, xám. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tuổi Dậu. Trong tiết đại tuyết, người tuổi Dậu cần chú ý các bệnh về đường hô hấp. Nếu thấy các dấu hiệu như khó thở, ho khan, ho kéo dài, tức ngực là cần tới ngay bác sĩ, tuyệt đối không được chủ quan. Bên cạnh đó, cần giữ ấm bộ phận ngực và chân, có thể thoa một chút dầu nóng vào gan bàn chân để giữ ấm. Vận trình công việc bấp bênh, người tuổi Dậu có chút phản ứng chậm, thiếu linh hoạt nên đôi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, dễ bị đồng nghiệp qua mặt, hiệu quả công việc không được như ý muốn. Bản mệnh cũng không nên tham gia vào những cuộc bàn luận ở công ty để tránh họa thị phi nhé. Với người tuổi Dậu, chuyện tình cảm như một cốc nước lọc, không đậm đà, không sâu nặng nhưng rất cần thiết, không thể thiếu được. Vậy nên để nhân duyên nở hoa thì bản mệnh cần thay đổi suy nghĩ một chút, dù không đậm đà nhưng lại rất tinh khiết. Con số may mắn 6, 7, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ và từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, ánh kim, xám. Quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Tuổi Tuất. Sự nghiệp ngày 16 tháng 12 năm 2016 của người tuổi Tuất như thời tiết giao mùa, lúc nóng lúc lạnh, sáng âm u nhưng tới trưa lại nắng. Trong công việc vẫn có những rắc rối nho nhỏ xảy ra, nhưng bản mệnh cũng không cần quá lo lắng về việc này. Mọi việc sẽ nằm trong tầm tay bạn và được giải quyết một cách nhanh chóng. Vẻ ngoài lạnh lùng của người tuổi Tuất chính là nguyên cớ khiến cho lộ trình tình cảm gập ghềnh.
cởi mở, nhiệt tình và nụ cười trên môi chính là phương pháp phong thủy tự thân thúc đẩy vận đào hoa mạnh mẽ nhất. Người tuổi Tuất cũng cần đề phòng bị nhiễm lạnh, không nên tắm nước lạnh và cũng không nên tắm quá khuya. Buổi tối trước khi đi ngủ, có thể vận động nhẹ nhàng một chút, vừa để cơ thể ấm lên, vừa có một giấc ngủ ngon nhé. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, trắng, nâu, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Mão. Tuổi Hợi, thân kim hại hợi thủy, bản mệnh đề phòng họa thị phi và tiểu nhân chơi xấu. Ở môi trường công sở, tốt nhất bản mệnh nên tập trung hoàn thành tốt công việc của mình, đừng tham gia vào bất cứ những cuộc tranh luận hay buôn dưa lê nào. Con đường tình cảm lắm chông gai, nhiều trắc trở. Những bản mệnh còn độc thân thì vận đào hoa vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Những bản mệnh đã kết hôn, chú ý trong khi nói chuyện với vợ chồng hoặc con cái, hạn chế để xảy ra mâu thuẫn. Bản mệnh không nên lạm dụng các loại son dưỡng môi, thời tiết hanh khô dễ khiến môi bị khô ráp, bong chóc. Bản mệnh không nên rứt hay cắn da gây tổn thương, chảy máu. Bản mệnh hợi thủy nên uống nhiều nước để da đỡ bị khô hơn. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Để xem thêm các thông tin hấp dẫn khác, mời các bạn truy cập vào website lichngaytot.com hoặc fanpage Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.